Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em các nhé. Đấy. Và bác nào có nhu cầu cần tư vấn gì thì các bác gọi bên cơ sở 2 giúp em. Ok. Vâng, hôm nay em lại cập nhật cho các bác một số các cái mẫu loa bát, loa chép và phân tần mới về các bác nhé. Và để không mất thời gian, các bác em sẽ đi cụ thể vào vấn đề luôn. Trước mắt các bác đây là một dòng loa bát 40 JB. Hàng nhập khẩu China các bác nhá. Em nói luôn là hàng nhập khẩu China chứ không có Mỹ gì cái loại này đâu các bác nhá. Đây là hàng loại 1 các bác nhá, hàng nhập khẩu loại 1. Có hình như sau, các bác nhìn vào đây, màn của nó rất là cao cấp các bác nhá, nhìn các sợi thủy tinh trắng này rất là đẹp các bác nhá. Có hình của nó là từ 190 các bác nhá, từ 190 này, côn 76 các bác nhá. Từ 190 côn 76. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, mà rất là đẹp. Dòng này dòng mới về. Đấy, lóng hổi luôn. Cái dòng này thì cũng có thể các bác làm súp cũng được. Mà làm loa full cũng ok. Với côn 76 các bác đánh loa súp điện cũng rất ok rồi. Đấy, còn loa màng sóng như này các bác mà nghe nó full thì ok luôn các bác nhá. Và giá bên em đang cung cấp với các bác giá là 2 triệu 300 ngàn đồng một đôi. Em bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao ship. Và bác nào có nhu cầu mua lẻ một quả, bên em vẫn phục vụ cho các bác là bán lẻ một quả các bác nhá. Đấy, 2 triệu 3 một đôi các bác nhá. Đấy, 2 triệu 3 một đôi. Đấy. Bao ship cho anh em. Đấy, và bán lẻ một quả luôn. Đấy. Ok, một quả của bên em đang bán là 1 triệu 2 một quả các bác nhá. Vì nó cộng tiền cước lên nhá. 1 triệu 2 một quả. Đấy. Mã số của nó là mã số 301 các bác nhá. 301. Đấy. Mã số 302 là một sản phẩm cũng được rất nhiều bác chờ đợi trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà nó không về được sớm hơn được một chút nào cả. Ngày hôm nay thì nó về rồi các bác nhá. Đây là dòng Benziger Bát 30. Đấy, em nói luôn hàng này thì công ty của nó đã chuyển sang Trung Quốc. Đó, được 20 năm nay rồi. Thương hiệu là thương hiệu của Đức, sản xuất tại Chile các bác nhá. Đấy, em nói luôn chứ không có gì lại bảo là của Đức. Các bác nhá. Thương hiệu của Đức, sản xuất tại Chile 20 năm nay rồi. Và tất cả các sản phẩm của nó bây giờ nó đều ghi made in Chile hết các bác nhá. Em nói luôn. Nhưng con này của nó tiếng thì cực chất cho các bác luôn nhá các bác nhá. Cấu hình của nó được sở hữu là công suất là 300W 8 ohm. Đấy, từ của nó là từ 156 côn 65 các bác nhá. Côn 65. Và các bác nhìn này, màng gai này, gân gân dưới các bác nhá. Màng gai gân dưới, gân vải thẩm dầu các bác nhá. Gân vải thẩm dầu. Đó. Và hàng mới nhập khẩu Chile các bác nhá. Đấy, nó luôn. Đấy. Con này thì em sẽ quay cho các bác xem đây. Này các bác nhìn đây. Này tôi sẽ nhìn đi. Đấy, nhận của nó là nhận vàng vàng xanh các bác nhá. Vàng xanh. Đấy. Công suất con này 300W. Thực sự là rất nhiều bác mong đợi, và nếu mà đôi này thì các bác hát karaoke thì nắp đôi này thì cực tuyệt vời các bác nhá. Bên em đang bán cho các bác giá là 1 triệu 600 ngàn đồng một đôi. Mã số của nó là mã số 302 các bác nhá. Mã số 302. Đấy. Mã số 302. Cân nặng của nó là 4 cân rưỡi một quả các bác nhá. Là 4,5 kg một quả này. Đấy, hai quả là 9 cân các bác nhá. 9 kg. Tiếp theo mã số 303 là đôi loa JBL mới hàng nhá. Hàng nhập khẩu Chile. Đấy, nó luôn hàng nhập khẩu China các bác nhá. Còn nguyên mã tem số CG vạch ở đây các bác nhá. Con này thì là nó cũng từ 156 côn 65 các bác nhá. Nhưng màng của nó là màng gai. Gữ rốn thì rốn nó đen, còn con này rốn nó hơi nâu nâu các bác nhá. Nhìn bên này. Con này đen, con này hơi nâu nâu các bác nhá. Và con này gân trên. Con này gân trên. Và con kia là gân dưới các bác nhá. Đấy, con này gân trên. Và con này côn 65 từ 156, nhưng con này thì cái nhận của nó là nhận của nó là nhận hơi cháy cháy, vàng cháy các bác nhá. Vàng cháy. Và trọng lượng của con này thì là 3,6 kg một quả này các bác nhá. Và bên em đang bán cho các bác giá là 1 triệu 400 ngàn đồng một đôi. Coi là 2 chiếc các bác nhá, 1 triệu 400 ngàn đồng một đôi. Bao ship nhím nhá. Mã số 304 và ba số 305 là một sản phẩm được rất rất nhiều các bác thời điểm trước đã mua rất nhiều, nhưng một thời gian dài nó không mua được hàng các bác nhá. Đây là sản phẩm hàng tồn kho thanh lý của công ty Ma Răng các bác nhá. Hàng tồn kho thanh lý công ty Ma Răng do dịch bệnh nó không xuất khẩu được. Em cũng mua được một ít thôi, không mua được nhiều. Thì con này Ma Răng tròn của nó thì là nó là 4 ohm. Là mã số là 092. Đấy. Còn ô ma số 083 là Ma Răng vuông. Đấy, thì là 8 ohm các bác nhá. Thì con Ma Răng tròn này thì là công suất của nó là kháng trở của nó là 4 ohm này. Đấy, con này 8 ohm này các bác nhìn kỹ nhá. Con này 8 ohm 083 này. Con này Ma Răng tròn của nó là 200.000 một đôi, em bao ship cho anh em luôn. Và Ma Răng vuông của nó đắt hơn một xíu là 210.000 một đôi, miễn phí ship các bác nhá, bao ship cho anh em luôn là 210.000 một đôi, em bao ship tận nhà cho anh em luôn. Ok chưa các bác? Đấy. Mã số tròn là 304, mã số vuông là 305 các bác nhá. Và tiếp 306 là Benziger 20. Thời điểm trước nó cũng có hàng, nhưng mà đợt này nó đợt thời điểm trước hết hàng, như đợt này là có hàng một chút thôi các bác nhá, không có nhiều. Đấy, hàng này hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi này.
hàng cũ bãi. Đấy, bát 20 côn 39 4 lớp, công suất là 200W, kháng trở 6 ohm không nhá. Đấy, côn 39 4 lớp, màng bóng các nhà, màng bóng. Đôi này thì là 900k một đôi, em bao ship cho anh em luôn các bác nhá. Tiếp theo là mã số tiếp theo 307 là dòng sản phẩm turbo show, chép turbo show CD111 côn 34 các bác nhá. Côn 34 hàng nhập khẩu China. À, hàng nhập khẩu China. Côn 34. Đấy, công suất của nó là 35W một đôi, à một chiếc xin lỗi. 35W một chiếc, kháng trở 8 ohm. Đấy, con này thì nó có bích xoáy rồi. Đấy, bích xoáy rồi, chỉ việc về lắp họng kèn vào là xong. Thì bên em đang bán cái sản phẩm này là gồm hai cái củ này, không có họng kèn đâu các bác nhá. Là 550 ngàn một đôi. Em miễn phí ship cho anh em luôn, bao ship. Mã số 307 các bác nhá. Và tiếp theo là một sản phẩm mã số 308 là chép ETC, hàng nhập khẩu China các bác nhá. Hàng nhập khẩu China. Hàng cốc nhôm này, côn 44,4, coi là côn 450 đấy các bác nhá. Thường thường người ta sẽ gọi là côn 450, tính số tròn các bác nhá. Đấy. Thì trong sản phẩm này thì em sẽ khuyến mại cho các bác một cái bích như này. Mỗi một đôi này em khuyến mại cho các bác một đôi bích. Bích này để bắt mấy họng kèn. Thì độc đôi bích này không đau vài chục ngàn rồi các bác nhá. Và bên em đang có chương trình cực tốt cho các bác mua sản phẩm như này. Bên em khuyến mại một đôi bích. Đấy, cốc nhôm hàng nội một côn 44. Đó nhá. Đấy. Chạm cái cầu nhấn là mạ vàng các bác nhá. Đấy. Và giá là 850 ngàn một đôi. Và rất nhiều bác hỏi là cái dòng này trên thị trường thì dòng này thì cái các bác nhìn này, cái bắt của dòng turbo show này, nó cái ốc của nó đằng sau nó là ốc lốc nha, ốc lốc lục giác nha, ốc lốc lục giác. Đấy, các bác nhìn nha. Rồi, mã số 309 là phân tần KTV 12 highway, một bát một chép, đánh được bát 30 các bác nhá, bát 30. Giá của em nó chỉ có 390 nghìn một đôi thôi các bác nhá. Một bát một chép, rất nhiều bác mua cái dòng này về cũng phản hồi rất là tốt, tiếng rất là ok, mà giá thành rất là bình dân, vừa miếng các bác nhá. 390.000 một đôi, miễn phí ship luôn, bao ship. Tiếp theo là dòng phân tần F12, phân tần highway, đánh được một bát 25-30-40 luôn các bác nhá. Phân tần ba cuộn cảm tụ to chả bá luôn các bác nhá. À, rất là đẹp, tụ vàng. Đấy. Giá, mã của nó là 310, để giá của nó là 680.000 một đôi, em bao ship cho anh em luôn, ok chưa các bác? 310. Đấy. 680.000 một đôi, em bao ship cho anh em. Mã số 311 là dòng phân tần một bát bốn tép. Đấy, hàng nhập khẩu China các bác nhá. Hàng nhập khẩu China. Đấy. Đấy, nhập khẩu China dây dọ đầy đủ hết rồi, chỉ việc phải cắm vào là chơi thôi các bác nhá. 250.000 một đôi, một bát bốn chép, đánh được bát 20 30 4, bát 25 30 luôn. Đấy. Ok chưa các bác? Và tiếp theo là phân tần 312 là 160.000 một đôi, phân tần highway. À xin lỗi, một bát hai chép. Đúng nhá, một bát hai chép. Đấy, có cuộn cảm đầy đủ luôn. Giá của em nó là 160.000 một đôi, em bao ship cho anh em luôn. Đầy đủ dây dọ rồi, chỉ việc phải cắm vào là chơi thôi. Đúng nhá. Đấy, 160.000 một đôi, mã số 312. Đúng nhá. Và chi tiết mua hàng thì các bác nhìn cái mã số của nó này. Nhớ tất cả các mã số nó và bên và liên hệ cho bên em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.